vất vả cuối cùng cũng tới được hội chợ xuân của khu công nghiệp Hiệp Phước. Mặt méo rồi nè, đi mệt quá, mệt rồi không được ăn uống gì. Mặt méo rồi, buồn luôn hả? Thôi chút xíu nữa mua nha. Thôi ý vui vẻ đi chơi với mẹ mà. Đi vô. Mình đi từ từ. Đông quá à. Không thấy đường luôn á. Bà con nhà vườn, chủ hộ kinh doanh, các anh chị phóng viên báo đài Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng đến tham dự và đưa tin. Đặc biệt là chúng ta cũng cùng chào đón đông đảo người dân của huyện Nhà Bè và các vùng phụ cận cũng đã cùng đến tham dự và chúc mừng các chúng ta sẽ cùng hòa vào với một không khí tưng bừng lễ hội của Hội Hoa Xuân khu công nghiệp Hiệp Phước huyện Nhà Bè Tết Kỷ Hợi 2019. Và để bắt đầu chương trình, chúng tôi trân trọng được giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Trường Bảo Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước sẽ báo cáo về công tác chuẩn bị cũng như tổ chức Hội Hoa Xuân năm nay. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, đến dự chương trình ngày hôm nay, tôi xin vui mừng được đón tiếp bà Trần Hải Yến, Phó Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Nguyễn Văn Lưu, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè. Kính thưa ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Võ Cao Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố. Kính thưa ông Đào Xuân Đức, Phó trưởng ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị quan khách, thay mặt lãnh đạo công ty cổ phần khu công nghiệp Phước, tôi xin gửi đến quý vị lãnh đạo, quý vị quan khách lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, trong không khí vui xuân, đón chào năm mới, Tết Kỷ Hợi năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong các khu chế xuất và khu công nghiệp. Đây là năm thứ ba công ty cổ phần khu công nghiệp Phước phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức Hội Hoa Xuân khu công nghiệp Phước huyện Nhà Bè. Hội Hoa Xuân chiếu đi năm 2019 với chủ đề Tết an lành, xuân thịnh vượng sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 2019 nhằm ngày 20 Tết âm lịch đến 30 Tết. Riêng đường hoa và đường đèn nghệ thuật sẽ kéo dài đến mùng 3 Tết. Tiếp nối thành công của Hội Hoa Xuân năm 2017 và 2018 nhận được sự yêu thích và đến tham quan ngày càng đông đảo của người dân, Ban tổ chức Hội Hoa Xuân khu công nghiệp Hiệp Phước đã có sự chăm chút đầu tư nhiều điểm mới lạ và độc đáo cho Hội Hoa Xuân Tết Kỷ Hợi năm 2019. Hội Hoa Xuân năm nay được lấy cảm hứng từ những câu chuyện gần gũi của dân tộc Việt, với đại cảnh đường hoa sẽ là những chú heo xinh xắn, biểu trưng cho sự vui vẻ, trẻ trung, giàu có và sung túc. Số lượng hoa trang trí được tăng 2,5 lần so với các năm trước và được chia thành 3 chủ đề chính là Tết ấm no, Tết quê hương, Tết tấn tới. Không gian đường hoa được thiết kế với sự tái hiện chân thực khung cảnh quê hương Việt Nam nói chung và vùng Nhà Bè nói riêng, với hình ảnh dòng kênh quê hương len lỏi dưới bóng rừng dừa nước xanh ngút ngàn. Và đặc biệt khi du khách đến tham quan đường hoa sẽ có cơ hội nhận được những món quà vô cùng ý nghĩa như là bao lì xì, sổ tay và những chú heo xinh xắn như một lời chúc bình an, vui vẻ và sung túc cho một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Bên cạnh đó, Hội Hoa Xuân Tết Kỷ Hợi năm 2019 diễn ra với nhiều hoạt động phong phú đặc sắc như chương trình Ngày Hội Phúc Lợi Người Lao Động với sự đồng hành của nhiều thương hiệu tiêu dùng có uy tín phục vụ người dân và người lao động. Chợ hoa Tết với nhiều loại cây cảnh đến từ nhà vườn tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp đáp ứng nhu cầu mua sắm trang trí Tết của người dân.
chương trình biểu diễn nghệ thuật văn hóa văn nghệ miễn phí hàng đêm với sự tham gia của nhiều ca sĩ nghệ sĩ đang được yêu thích. Các hoạt động hội thi mang đậm truyền thống Nam Bộ, hướng về cội nguồn của tết cổ truyền dân tộc như hội thi chưng mâm ngũ quả và gói nấu bánh tét được tổ chức vào ngày 26 tháng Chạp. Các sản phẩm bánh tét sau hội thi sẽ được gửi tặng các hộ dân nghèo và công nhân khó khăn ở lại không về quê đón Tết. Ngoài ra, công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước cùng các đơn vị doanh nghiệp, công đoàn các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành tài trợ, hỗ trợ đóng góp và trao tặng 500 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân có hoàn cảnh và lao động giỏi. Chương trình tấm vé nghĩa tình hỗ trợ 55 vé xe về quê ăn Tết cho công nhân, trao tặng 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè để chăm lo cho người dân và người lao động nhân dịp Tết đến xuân về. Đây là một hoạt động thường niên mang tính nhân văn sâu sắc và lần thứ 10 được thực hiện tại khu công nghiệp Hiệp Phước. Đặc biệt, chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa tại khu công nghiệp Phước hứa hẹn sẽ là sự kiện nổi bật chào đón năm mới không thể bỏ qua. Kính thưa quý vị, với tất cả những nỗ lực như trên, chúng tôi tin rằng hội hoa xuân khu công nghiệp Phước huyện Nhà Bè hoàn toàn có thể là một điểm du xuân cho công nhân khu công nghiệp Phước, người dân tại Nhà Bè và khu dân cư lân cận. Và không chỉ năm nay và trong những năm sau này, ban tổ chức sẽ cố gắng tổ chức những hoạt động mới lạ, hấp dẫn hơn, thu hút mọi người đến tham quan vui đón Tết. Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo công ty cổ phần khu công nghiệp Phước, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho sự phát triển của khu công nghiệp Hiệp Phước nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019. Tôi xin kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý quan khách một năm mới mạnh khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi được cảm ơn những lời phát biểu của ông Nguyễn Thường Mộng Thanh, tổng giám đốc công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước. Và ngay sau đây chúng tôi trân trọng được giới thiệu và kính mời ông Bùi Hoa An, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, trưởng ban tổ chức hội hoa xuân khu công nghiệp Hiệp Phước phát biểu thay mặt trân trọng kính mời. Kính thưa bà Trần Hải Yến, phó ban văn hóa xã hội hội đồng nhân thành phố, kính thưa ông Nguyễn Văn Lâm, giám đốc sở văn hóa thể thao thành phố, kính thưa ông Nguyễn Văn Lâm, đại biểu viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, kính thưa các đồng chí lãnh đạo khu chế xuất và công nghiệp thành phố, thưa các vị lãnh đạo khu công ty cổ phần công nghiệp Phước, cùng toàn thể các vị đại biểu và toàn thể bà con nhân dân, trong không khí cả nước và thành phố đang hân hoan vui tươi, phấn khởi tổ chức các hoạt động đón chào năm mới Tết Kỷ Hợi năm 2019 với tinh thần khát vọng hướng đến năm mới thành công và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Chờ hôm nay đi Nhà này Bè xuống phối hợp cùng công ty cổ phần công nghiệp Phước tổ chức khai mạc hội hoa xuân khu công nghiệp Phước Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019. Lần đầu tiên xin thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị đại biểu và toàn thể bà con, năm 2018 trong bối cảnh kinh tế cũng còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, huyện Nhà Bè đã đạt được những kết quả khả quan trên các lĩnh vực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội đã đề ra. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, huyện Nhà Bè vẫn quan tâm đến công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn, xem đó là nền tảng tinh thần, là động lực có ý nghĩa để phát triển kinh tế văn hóa xã hội nhằm mục đích phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí cho người dân và mong muốn tạo được ấn tượng trở thành điểm du xuân của huyện Nhà Bè trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Vì vậy, tiếp nối thành công của hai năm qua, Tết Kỷ Hợi năm 2019 là năm thứ ba huyện phối hợp cùng với công ty cổ phần khu công nghiệp Phước tổ chức hội hoa xuân tại khu công nghiệp Phước với rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí, phục vụ nhân dân trên địa bàn, tạo không khí vui tươi phấn khởi một năm mới an bình, ấm no và hạnh phúc. Nhân dịp này, với tinh thần khát khao và niềm tin vào một năm mới thành công và thắng lợi, tôi xin đề nghị các cấp, các ngành và bà con nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy mạnh mẽ hơn nữa những thành tựu đã đạt được và tiềm năng lợi thế của huyện, tranh thủ tối đa thời cơ khắc phục những tồn tại hạn chế, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu
phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong năm 2019. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội Hoa Xuân Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019. Trước thềm năm mới, Tết Kỷ Hợi năm 2019, thay mặt Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quyền đại biểu và toàn thể bà con nhân dân một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn cái lời phát biểu của Bùi Hoa, trưởng ban tổ chức Hội Hoa Xuân của Điện Địa Phước, huyện Nhà Bè, Tết Kỷ Hợi 2019. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý quan khách và kính thưa quý bà con cô bác, Hội Hoa Xuân của công nghiệp Hiệp Phước và huyện Nhà Bè có thể nói rằng đã trở thành một nét văn hóa và cũng là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi dịp xuân về đất đến. Mỗi lần đứng cho nhu cầu thưởng cảm như là vui chơi, giải trí của nhân dân, người lao động ở huyện ven ngoại thành cũng như là các vùng phụ cận. Và chúng tôi nhờ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố cũng như là những tình cảm dành cho nhiều quan tâm của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, và có thể nói rằng là Hội Hoa Xuân của công nghiệp Hiệp Phước đã thành công trong 2 năm qua. Và năm nay với tất cả những tình yêu, sự cố gắng, nỗ lực của ban tổ chức và sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo ban nhân dân huyện Nhà Bè, lãnh đạo thành phố, đặc biệt là sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, các đơn vị tham gia đồng hành của chương trình, thì chắc chắn Hội Hoa Xuân của công nghiệp Hiệp Phước huyện Nhà Bè Tết Kỷ Hợi 2019 của chúng ta sẽ lại tiếp tục thành công rực rỡ. Và giờ đây sẽ là ý thức cách mạng khai mạc Hội Hoa Xuân khu công nghiệp Hiệp Phước huyện Nhà Bè Tết Kỷ Hợi 2019. Tiếp tục kính mời quý lãnh đạo và các vị khách quý sắp thực hiện nghi thức quan trọng trong chương trình khai mạc Hội Hoa Xuân khu công nghiệp Hiệp Phước huyện Nhà Bè Tết Kỷ Hợi 2019. Tiếp tục được kính mời ông Huỳnh Thanh Nhân, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố. Tiếp tục được kính mời bà Trần Hải Yến, phó trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố. Tiếp tục kính mời ông Võ Cao Sơn, phó bí thư Đảng ủy các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố. Tiếp tục kính mời ông Đào Xuân Đức, phó trưởng ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố. Chúng tôi trân trọng được kính mời ông Nguyễn Văn Lưu, thành ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Trân trọng được kính mời ông Nguyễn Minh Huấn, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè. Trân trọng kính mời ông Bùi Hòa An, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, cùng ông Nguyễn Trường Bảo Khánh, tổng giám đốc công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước sẽ thực hiện nghi thức cách mạng khai mạc Hội Hoa Xuân. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời quý lãnh đạo và các vị khách quý cách mạng khai mạc Hội Hoa Xuân của công nghiệp Hiệp Phước huyện Nhà Bè Tết Kỷ Hợi 2019. Thank you.
wifi free. Trời ai mà viết chữ free. Free mà ép nó thành bê phở. Ôi cho mẹ tôi vườn hoa chút đi. Nè cái lúa nè. Bắp không? Bắp kìa, bắp kìa. Chưa ghi nó đòi đi xuống mua đồ mà nó không cho xem hoa. Qua video mới nha.